Nhưng bây giờ mình là doanh nghiệp rồi. Mình đi buôn nhưng mình có nuôi cá đâu. Có tiền ý, chung vốn làm ăn với bác. Chắc em đi tìm cơ hội khác. Em đi lên thành phố. Lên trên này cuộc sống nó phức tạp lắm, chứ có giống như ở dưới quê đâu. Lạc quan lên. Thằng này có bất tài vô dụng nhưng cũng không chấp nhận người khác cắm sừng nhá. Anh lấy đâu ra suy nghĩ điên rồ đấy. Chủ hiểu là người thế nào, anh Kỳ với em là người rõ nhất. Đói cho sạch, rách cho thơm. Anh phải học tính lạc quan như anh Mến ấy. Tôi tin một người mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều, từng tí một, kiểu gì nó sẽ không khá. Đã đi thì phải kiên trì, không được nản chí. Lúc nào mình cũng phải có cái chí là tiến lên, không được lùi lại.